Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi khảo sát kiểm tra một số dự án trên địa bàn thành phố Huế. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong đoàn trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra thực địa, trao đổi với chủ đầu tư về phương án trong thời gian tới. Tại đường đi bộ ven sông Hương, đến nay những hạng mục cuối cùng đã được các đơn vị thi công hoàn thiện. Theo chủ đầu tư, đến giữa tháng 9 năm 2018, công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ lưu ý, đơn vị thi công cần huy động gấp rút hoàn thành trước mùa mưa, nhưng chú trọng đến chất lượng công trình, thẩm mỹ, đảm bảo hài hòa theo kiến trúc của thành phố Huế, trong đó quan tâm lắp đặt hệ thống camera giám sát để khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn an toàn cho du khách và người dân. Đối với các dự án chưa triển khai như khách sạn Đông Dương, số 2 Hùng Vương, dự án trung tâm thương mại dịch vụ giải trí văn phòng và khách sạn Nguyễn Kim, đường Ba Triệu, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu chủ đầu tư cho xem bản thiết kế chi tiết, tổng vốn đầu tư, kế hoạch khởi công và hoàn thành, đồng thời yêu cầu cần có kế hoạch sớm khởi động. Đối với các dự án xây dựng công trình dịch vụ du lịch văn phòng căn hộ cao cấp tại số 14, 16, 18, 20 Lý Thường Kiệt, xây dựng cải tạo và mở rộng khách sạn Thuận Hóa, đường Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Chuyên khoa Quốc tế Huế, đường Nguyễn Tri Phương, rạp chiếu phim Cinestar Huế, đường Hai Bà Trưng, Vincom giai đoạn 2, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, tăng ca, đẩy nhanh tiến độ để các công trình sớm đưa vào hoạt động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng chỉ đạo lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Huế tiếp tục ra soát các dự án đã và đang triển khai để phát hiện và xử lý những vướng mắc, nhất là hỗ trợ kịp thời cho chủ đầu tư, nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình và giải ngân nguồn vốn. Đối với những dự án chậm tiến độ kéo dài, chây ì không triển khai theo đúng kế hoạch, buộc phải thu hồi, đồng thời thực hiện công khai danh mục các dự án thu hồi, các dự án chậm triển khai tiến độ, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.